Thưa quý vị, với mục đích tạo sân chơi lành mạnh cho học sinh sau thời gian học tập, tạo cơ hội cho các em được thể hiện năng khiếu, thỏa mãn đam mê, những năm gần đây hàng trăm câu lạc bộ trong các trường trung học phổ thông được thành lập. Qua đó học sinh được rèn luyện các kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp làm việc nhóm và là nơi lưu giữ nhiều trải nghiệm đẹp khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Đều đặn mỗi tháng, câu lạc bộ sách Dios của trường đều tổ chức họp nhóm với những chủ đề, chủ điểm khác nhau. Mỗi thành viên tham gia sẽ mang theo một quyển sách mà mình yêu thích để thảo luận, trao đổi với bạn bè về những nội dung bản thân tâm đắc. Trong những ngày dịch COVID-19, câu lạc bộ còn tổ chức hoạt động online, qua đó tất cả các thành viên F0 và F1 đều có thể tham gia sinh hoạt. Với những mục tiêu và quy chế hoạt động chặt chẽ, câu lạc bộ đã trở thành mái nhà của nhiều thế hệ học trò ở mái trường này. Chúng mình có thể được gặp mặt nhau, cùng nhau tiếp xúc trong một môi trường. Chính vì vậy nên tụi em đã chọn hình thức online kết hợp với offline. Vừa có những bạn online sẽ tham dự câu lạc bộ thông qua những nền tảng online và những bạn offline tham gia cùng với tụi em như hiện tại. Với mục tiêu quảng bá văn hóa đọc, nâng cao chất lượng đời sống tinh thần qua việc khuyến khích học sinh đọc sách như một hình thức giải trí thay cho các thiết bị điện tử có thể gây hại cho sức khỏe. Nâng cao chất lượng học tập và năng lực tư duy, câu lạc bộ đã thu hút đông đảo học sinh tham gia, từ đó giúp hình thành và lan tỏa thói quen đọc sách đến cộng đồng. Đảm bảo cái chất lượng giáo dục toàn diện cũng như là phát triển công tác thanh thiếu niên. Cái việc phát triển các câu lạc bộ là một trong những cái mục tiêu của nhà trường hướng đến. Thì trong thời gian đến thì nhà trường sẽ tiếp tục là liên hệ với lại các trung tâm huấn luyện để mời các cái chuyên gia chuyên nghiệp về bồi dưỡng thêm. Theo các thầy cô giáo phụ trách câu lạc bộ, khi tham gia sinh hoạt, học sinh được hoàn thiện những kỹ năng mềm và phát triển năng lực bản thân. Nhiều học sinh vốn rất rụt rè, nhút nhát nhưng sau thời gian tham gia câu lạc bộ, các em tự tin hơn hẳn. Bên cạnh đó, hoạt động ngoại khóa của các câu lạc bộ là môi trường giúp cho học sinh phát triển năng lực tiềm tàng, có ý thức về việc định hướng tương lai của mình.